Thằng Lê xin chào anh chị và các bạn. Tiếp tục chia sẻ về chủ đề thực hành cách chụp vẽ nhà phố. Thì trong cái video trước bài 12.1 mình đã hướng dẫn các bạn đưa cái mặt bằng AutoCAD vào trong cái môi trường cách chụp rồi. Thì trong cái video này là bài 12.2 mình hướng dẫn các bạn tạo layer rồi mình tiến hành mình vẽ nền và cột của tầng trệt của cái mô hình nhà phố nhỏ này như thế nào đây. Mời các bạn theo dõi. Đây, trong cái video trước mình đã làm được đến đây. Bạn nào chưa xem các bạn vào trong kênh của thằng Lê, bên dưới cái mục mô tả của video này nè, mình có để cái đường link cho các bạn vào trong kênh. Thì bạn click vào trong cái đường link đó, bạn sẽ vào được trong kênh của thằng Lê, bạn vào trong được trực tiếp vào trong cái trang này. Rồi sau đó bạn thấy có video đầu tiên này, bạn xem video đầu tiên này, thì bên dưới mục mô tả của video đầu tiên này có một cái đường link, các bạn click vào, bạn tải cái file CAD về để bạn thực hành theo nha. Các bạn cần xem những cái từ bài 1 đến bài 11 thì bạn vào trong danh sách phát, bạn thấy có một cái mục là bản vẽ học vẽ cách chụp, bạn vào trong cái mục đó bạn học. Rồi bây giờ mình tiếp tục, mình đi từ bắt đầu mình tiến hành mình tạo layer. Thì tất cả những cái đối tượng ở trong cách chụp mình được quản lý, các bạn phải quản lý bằng layer. Nếu các bạn không tạo layer đó thì bạn vẽ có được không? Xin thưa được, nhưng tất cả những cái đối tượng bạn vẽ sẽ nằm hết trong layer không, thì mọi thứ hỗn độn nằm trong một layer thì khi cần chỉnh sửa sẽ rất là khó khăn, cho nên mình cần phải tách biệt nó ra mỗi một chủng loại, một layer riêng để mình quản lý nó. Trong quá trình vẽ mình cần chỉnh sửa nó sẽ rất là dễ, cần ẩn hiện nó sẽ dễ hơn. Rồi, giờ bắt đầu tạo layer. Để tạo layer thì trong cách chụp cũ thì cái biểu tượng mà layer manager nó nằm tích hợp lên trên cái thanh layer luôn. Còn trong cách chụp mới mình đang hướng dẫn các bạn là cách chụp RAW 2019 thì cái phần tạo layer, cửa sổ tạo layer nó nằm bên trong cái default tray á. Bạn vào default tray nè, bạn click vào show tray thì nó hiện ra cái danh mục này. Thì mặc định á, nó nằm bên trên này nè các bạn. Bạn click vào mới vào default tray, bạn thấy nó nằm như thế này, bạn kéo xuống, bạn thấy có cái chỗ layer, bạn click vào layer thì nó hiện ra. Rồi thì mặc định chỉ còn có một layer không. Bây giờ mình tạo những layer thì còn có những layer gì đây? Thứ nhất là bạn phải tạo hai cái layer để quản lý hai cái mặt bằng két này. Bạn vẽ một cái nhà 100 tầng thì bạn nên tạo cả trăm layer để mình quản lý những cái mặt bằng két đó, được chưa nào? Thì bạn click vào để tạo layer, bạn click vào dấu cộng đây nè, add layer. Đặt cho nó cái tên, đầu tiên là mặt bằng két 1, 1F, mình đặt ngắn gọn thôi. Ngắn gọn, không cần dài dòng. Enter. Tạo thêm layer nữa, click vào dấu cộng nè, két 2F nè. Két 2F, enter. Rồi hai cái này để quản lý hai mặt bằng két. Tiếp tục mình phải có một cái layer là nền. Ở đây mình tạo sẵn, mình vẽ đến đâu thì mình tạo sẵn layer luôn đi. Rồi nền 1F nha, tầng dưới cùng mình gọi là 1F. Rồi tiếp tục nền 2F. Nền 2F. Rồi tới cái sàn mái. Sàn mái. Enter. Tiếp tục cột 1F, cột 2F, cột của tầng 2 á. Rồi tường 1F, tường 2F, cửa, cửa đi cửa sổ cho chung luôn cũng được các bạn, cửa 1F, cửa 2F. Làm cái nhà nhiều tầng thì cách quản lý cũng tương tự thôi, mà tạo nhiều layer hơn nữa. Cầu thang phải một layer riêng. Rồi gì nữa? Nội thất 1F. Mình viết ngắn gọn thôi nha. Furniture đi. 1F. Rồi fur 2F. Trong quá trình vẽ các bạn thấy có nhu cầu thì mình tạo thêm. Trước mắt mình tạo những layer hết sức cơ bản và để mình quản lý những đối tượng mình vẽ trước. Rồi xong rồi bạn đóng cái cửa sổ default tray này lại. Cái biểu tượng con mắt này nghĩa là vậy, đầu tiên mình chuyển hai cái bằng két này, hai bằng két này hiện tại là do mình chưa có, mình rút rồi cho mình undo là nó lui lại để mình component lại. Hai bằng két này các bạn phải component đó nha. Top, video trước mình đã component rồi, cái chuột phải nè, chọn Make Component, đặt cho nó cái tên két 1F, cái mặt bằng két 1F. Create, tương tự bôi chọn đó, cái chuột phải Make Component, đây là
MB mặt bằng kép 2F Create. Nó đang ở layer 0, bây giờ bạn chuyển nó vào trong cái layer mà mình mới tạo là kết 1F và kết 2F bằng cách kích chuột phải, chọn nó trước, kích chuột phải, chọn là Entity Info, rồi nó hiện ra chỗ này vẫn đang là layer 0 này, bạn chuyển nó qua cái layer là kết 1F, kích ra ngoài cho nó bỏ chọn, rồi click vào đây. Để bỏ chọn trong cái chấp bằng nhấn Escape nó không có bỏ ở đâu, bạn có click ra ngoài trống á, kích chuột phải, chọn Entity Info có sẵn ở đây rồi, nếu chưa có bạn click vào, còn nó có sẵn rồi, click vào đây, bạn chuyển nó qua kết 2F xong. Rồi giờ mình nói cái con mắt nè cho các bạn hiểu ẩn hiện laser nha. Cái biểu tượng con mắt này là ẩn hiện laser, ví dụ như mình muốn ẩn hiện cái mặt bằng kết 1F đi, chữ C đâu rồi, đây bạn thấy nó ẩn hiện không, đó là lít vào biểu tượng ẩn hiện laser lại đây nè, đó là biểu tượng con mắt á. Tiếp tục mình đóng default tray, khi nào cần mình lấy nó ra rất là nhanh, window default tray show tray thôi là nó ra rồi. Rồi bây giờ mình tiến hành mình dựng nè. Trước khi dựng layer nào thì cũng giống như trong CAD vậy đó, bạn chọn layer hiện hành trước, bạn quên này lát mất công chuyển lại mất công. Rồi mình chọn cái layer là nền trước, nền 1F, đây nền 1F hiện diện lên. Bây giờ những gì bạn vẽ bên dưới nó sẽ thuộc cái layer nền 1F. Rồi vẽ chữ nhật á. Rồi mình vẽ cái khu vực có cái nền nhà trước nè, còn ngoài sân khoan tính, mình vẽ trước khu vực này đi, vẽ chữ nhật nè, cái chữ cái này, khu vực này có hình chữ nhật, mình vẽ chữ nhật cho nó nhanh. Rồi xong, tiếp tục bây giờ các bạn phía trước này vẽ luôn đi. Rồi này nó cái nền ở bên ngoài này, nền đất bên ngoài, lát tính sao thì vẽ bên trong trước đi. Bạn nhấc đôi vô nè, nhấc đôi chuột trái vào trong cái nền mà bạn vừa vẽ, cái chuột phải chọn make group. Sau đó bạn nhấp đôi vào trong cái group này. Rồi, ngay chỗ này nè, ở phía sau này là cái sân sau, cái chỗ này là nó phải thấp hơn, cái code phải thấp hơn trong đây. Cụ thể thấp hơn bao nhiêu mình kiểm tra lại cái bản vẽ CAD. Đây. Chỗ này là code 00. À cái này thấp hơn 2 phân, thấp hơn 2 phân trừ 0.02 là thấp hơn 2 phân so với lại bên trong. Bạn chỉ cần vẽ một cái line này căng ngang như thế này là được. Để mình ngăn nó ra. Rồi tới cái tâm cấp chỗ này mình xử lý sao đây. Chú ý mình phải đang trong cái group nha. Mình phải vô trong cái group mới vẽ được cái line này. Vào trong cái group trước, nhấp đôi chuột trái vào trong cái group. Nhập lệnh line. Mình ngăn ngang cái này nè. Để lát nữa mình cho cái code chỗ này nó thấp xuống 2 phân. Tâm cấp chỗ này bạn có thể vẽ hình chữ nhật hoặc vẽ line. Vẽ hình chữ nhật cho nó nhanh. Đây, từ đây bắt ra nè, tới mép ngoài luôn nè. Tiếp tục, chỗ này nó có một cái line băng qua nè, hình chữ nhật luôn cũng được, vẽ hai hình chữ nhật trùng nhau cũng được, không sao hết. Rồi, bạn thấy nó có hai cái miền khác nhau nè, hai cái nền khác nhau, đó là mình put hai câu đồ khác nhau. Rồi bây giờ bạn chuyển là ví dụ nhìn không gian để bạn put cho nó dễ, mình nhìn thấy cái nền này á, cái nền này cao là 450. Mặt tam cấp ở đây mỗi mặt là 150p. Là bạn phút nó lên, là bạn rê vào trong đây là bạn phút được cái nền. Nhưng mà trước khi hồi nãy đúng ra mình khoan vẽ cái phần tam cấp này, mình reset lại nha, khoan vẽ phần tam cấp. Các bạn phút cái nền này lên trước rồi mới vẽ tam cấp sau, cái phần ngang này khoan vẽ nữa. Bạn khoan vẽ cái phần ngang, ok. Đầu tiên bạn phút này lên 450 trước, p, cho nó lên 450 trước đi. Rồi sau đó các bạn mới mua, bạn lít ra ngoài thoát ra khỏi cái group, mua cái mặt bằng két lên nè. Bạn chọn cái điểm đặt ngay góc, bạn đưa lên lên trên để hình chi, bạn thấy bạn mới vẽ được mấy cái phần tam cấp với lại cũng như có line ngăn phía sau này nè. Rồi bây giờ bạn vào trong cái group đó lại, nhấp đôi vào cái khối á, rồi nhập lên line, bạn vẽ ngăn ngang từ đây qua nè. Rồi push nó xuống, chỗ này là nó âm xuống 2 phần, âm xuống 20 á. Xong, âm xuống 20 là bạn thấy nằm xuống 20 rồi nha. Nè, thấp xuống 20. Phía trước, hoặc tam cấp xử lý sau đây, vẽ hình chữ nhật. Đây, bạn chọn góc xuất phát đây nè. Thì tiếp theo nằm đây nè, bạn chọn cho đúng nha, bắt cho đúng điểm đàng hoàng. Rồi tiếp theo nằm đây, vẽ hai hình chữ nhật thôi. Xong bạn kiểm tra không có hai cái mặt phẳng chưa, phải có hai mặt phẳng như thế này mới đúng nè. Rồi sau đó bạn mới push được. Để push thì bạn không cần phải chọn trước gì hết á. Còn P, chú ý mình đang ở trong cái group nha. À, cái này cao 450, cái này có 3 bậc, bậc thứ nhất, bậc thứ hai, bậc thứ ba là cái nền.
cái này bạn xuống cho nó là 300, cái này bạn xuống cho nó 150 phút á. Bạn lít ngay cái mặt bạn chỉ hướng xuống, chỉ hướng rồi mới nhập con số 150. Xong như vậy mình đã xử lý được cái phần thăng cấp. Giờ tới phần cột. À, cái nhóm cột á, thì cái nhà của mình á, mình xem qua cái mô hình trước cái đã. Thì 2, 4, 6, 8, 8 cái cột này giống nhau, cao là 3.600, còn hai cột phía sau này là cao 2.200 nha các bạn. Rồi mình tiến hành mình dựng nè. Để vẽ cái cột thì bạn phải chuyển qua layer cột trước. Cột 1F nè. Rồi vẽ hình chữ nhật R. R vẽ một cây cột thôi. Rồi sau mình copy ra. Rồi bạn nhấp đôi vào cái trục phải Make Component giống nhau, bạn phải chọn là Make Component. Đặt tên là cột 200 1F Create. Rồi sau đó bạn mới copy nó ra, bạn copy cái cột này ra đi, để nguyên nhà bạn copy luôn cũng được, mà điểm đặt chọn đây, Control cái rồi mình copy ra. Nếu khoảng cách nó bằng nhau bạn dùng cái tính năng array nhân á, còn này nó không có bằng nhau bạn mới chịu khó bằng copy thôi. Control mấy khoảng cách này nó không có bằng nhau đâu. Rồi chọn điểm đặt này, nhấn Control cái copy ra. Bạn vẽ cho đầy đủ, bạn tập vẽ từng cái cột, từng cái đà, cái dầm luôn, để cùng còn vẽ hệ thống MI điện nước ống này lên nữa. Chứ các bạn đừng có vẽ chỉ nhìn và thấy bên ngoài. Trong trường hợp các bạn vẽ nhanh để phối cảnh á, thì bạn không có cần phải vẽ chi tiết từng cây cột, từng cây đà nha các bạn. Bạn chỉ cần vẽ nhìn thấy bên ngoài thôi. Mình đang chỉ các bạn vẽ chi tiết á. Còn khi các bạn cần phối cảnh cho người ta thấy, bạn chỉ cần vẽ nhìn bên ngoài thôi. Khi vào quá trình thi công cụ thể, bạn mới làm chi tiết từng cái góc phối cảnh. Còn cái lúc mà ban đầu mình chỉ vẽ bên ngoài cho người ta thấy cái phay, cái diện mạo của ngôi nhà bên ngoài. Ra bên trong là người ta để trống rỗng, ta làm nó nhanh là như vậy. Control copy tiếp đây. Để copy bạn nhập lệnh M đó nha. Để copy nhập lệnh M, có nhiều bạn không biết. Đây để copy này bạn nhập lệnh M, biểu tượng nằm đây nè. Này biểu tượng này nè, tức là M. Bạn chọn cái đầu tiên bạn chọn cái hình là copy nhập lệnh M nè. Chọn điểm đặt nè. Thì chỗ này còn cái nhấn Control cái copy. Bạn có nhấn Control, không có copy, không Control là mất cái hình gốc. Đây có cái cột nữa nè. Rồi ngay chỗ này có cái cột nữa nè các bạn. Rồi mình copy cái cột này qua đi, M Control. Rồi đủ cột rồi. Kiểm tra còn thiếu cái cột nào nữa mình copy ra cho nó đủ luôn. Rồi đủ cột rồi. Còn hai cột phía sau này á, mình copy luôn đi. Đây M nè. Control nè. Hai cột phía sau này nó có chỉ có 2.200 thôi các bạn. Phía sau là cái sân, ngoài trời trống, cột mình cho nó thấp xuống luôn, mà nè, cho nó sát xuống hai phần á, nó đang nằm bên trên, quay lại, đây, do cái nền này thấp xuống hai phần, rồi bây giờ mình push nó lên nè, để push, bạn nhấp vào một cái command bất kỳ, B, lít vào đây, đây bạn push nó lên, nó lên một phát luôn nè, bạn thấy chưa, nhờ mình xài component đó, 3.600, enter, xong cắt cái lít ra bên ngoài, lít ra bên ngoài nó thoát à. Riêng hai cái cột phía sau này chỉ có 2.200 thì bạn phải chọn nó nè, là bạn kích chuột phải, bạn chọn là make unit, tức là tách rời nó ra, không có cho nó liên hệ với những cái component khác, để khi bạn chỉnh hai cái này nó không ảnh hưởng tới những cái khác là vậy đó. Make unit, bạn chú ý chức năng make unit nha. Rồi bây giờ bạn nhấp đôi vào cái component này, bạn push nó. Đó, thì hai cái này nó sẽ đồng thời với nhau nè, bạn thấy chưa? Bạn nó đang là 3.600, mình cần 2.200, bạn xuống giảm đi 1.400. Xong, cắt bỏ nó ra ngoài xong. Đó là thằng Lê vừa chỉ cho các bạn dựng được cái lưới cột của mình dựng luôn hai cột phía trước luôn, mình copy hai cột này ra. M hai cột phía trước cũng 2.200 thôi, hai cột trước cổng rào nè. Đây, dựng cho anh xong lưới cột luôn. Đây nó nằm đây. Control xong. Vậy rồi mình vừa chỉ cho các bạn dựng nền, tạo layer, dựng nền lưới cột của cái tầng trệt. Do hồi nãy mình quên cho bạn cái chức năng nhấn Control, thành ra nó mô đi luôn. Ok, rồi. Mình mới xong được nền và cột của tầng trệt. Các bạn vào trong cái video trước á, trong một mô tả các bạn xem, bạn lấy cái file kết bạn thực hành theo nha. Và cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài chia sẻ các chút tiếp theo. Các bạn cứ từ từ các bạn làm, có gì bạn chưa kịp các bạn cứ comment, bạn hỏi bên dưới đó, mình trả lời cho các bạn nha.
Các bạn ủng hộ thằng Lê bằng cách các bạn nhấn like, share video này cho thằng Lê, cũng như các bạn lướt vào video thằng Lê đây, bạn đăng ký kênh. Thì khi mình chia sẻ những video khác lên, các bạn sẽ nhận được thông báo các bạn xem. Rồi, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn.